trượt xem nào. Huy trượt anh quay nào. Minh Béo, Trung Kim, đấy đấy đấy, thằng này trượt được rồi này. Sao bao nhiêu lần? À đây là B-Boy Hưng B2. Anh ấy đang chậm chậm từng bước đi một. Dạ vâng, và anh ấy đang đi bộ. Bây giờ đi theo sau anh ấy. Đây là Kim. Kim trượt rất nghệ thuật. Và anh đang ăn. Đây là B-Boy, Bọ Gậy và Hải Kim. Tắm đi theo máy ông quỷ. Mệt quá. Lạnh không ngồi quay. Ê, quay này. Chạy bò. Em đang vui không mẹ? Thế đấm lên một. Mày không vui là mày cả. Quay đi này. Ngày mai lại đi trước thì sướng nhỉ. Lại vớt. Hôm nào cũng đi thì tôi rồi. Đây này, đây này, đây. Ra đây. Ôi trời, Minh Béo. Minh Béo. Béo ngã dập mông. trông toàn màu trắng cứ như kiểu là trượt băng ấy. Đấy, sân nhìn nó trắng toát như kiểu trượt băng ấy. Sân nhìn trắng toát. Chưa là đang trượt băng. Trượt băng nghệ thuật. Trượt băng giữa mùa hè. Hey, yo. Đây là trượt băng giữa mùa hè.
After our work is ever over.